Bão Babinka đổ bộ có thể ảnh hưởng hàng trăm khách Việt đang du lịch tại Thượng Hải và một số tỉnh miền đông Trung Quốc. Nhiều du khách mắc kẹt tại đây phải kết thúc tour du lịch sớm để tránh bão. Đại diện công ty du lịch Viettravel cho biết, theo danh sách tính đến hết ngày 21 tháng 9, đơn vị có gần 30 đoàn khách, với khoảng 900 hành khách đang trong tour và chuẩn bị khởi hành đến Trung Quốc tham quan nghỉ dưỡng. Hiện tại, Viettravel đang phục vụ 18 đoàn, trong đó có 5 đoàn với khoảng 100 khách đang tham quan một số tỉnh như Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão Babinka. Sau khi tiếp nhận thông tin bão Babinka ảnh hưởng trực tiếp đến một số tỉnh thành của Trung Quốc, Viettravel đã phối hợp với đối tác địa phương và cơ quan chức năng để sắp xếp phương án đưa số khách này về Việt Nam sớm. Các đoàn khách đang tạm ngừng lịch trình tham quan do ảnh hưởng của bão Babinka và được bố trí nghỉ ngơi tại các cơ sở lưu trú đảm bảo an toàn. Đối với 19 đoàn khách chuẩn bị khởi hành đến Trung Quốc, Viettravel đang phối hợp với các đơn vị liên quan tại Trung Quốc đánh giá tình hình để đưa ra phương án thích hợp. Tương tự, công ty du lịch Việt cho hay từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 9, công ty có 3 đoàn khởi hành đi Trung Quốc, trong đó một đoàn tại Thượng Hải và 2 đoàn ở Bắc Kinh. Hiện tại, đối tác tại Thượng Hải đã cập nhật thông tin về bão và đưa ra phương án hủy mọi hoạt động đưa du khách trở về Việt Nam vào tối 15 tháng 9. Riêng với 2 đoàn Bắc Kinh chưa bị ảnh hưởng trực tiếp từ bão Babinka nên vẫn tham quan theo lịch trình. Tuy nhiên, lịch trình có một đoàn khách sẽ đi vào Thượng Hải vào ngày 18 tháng 9. Đơn vị này đang cân nhắc điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thời tiết khi bão tiến vào.